Vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa các bác, hôm nay bên em vừa về được thêm một lô những đôi chép Pioneer X200 này nhá. Vâng, và hôm nay thì em không bày ra và em vẫn để ở trong kho. Vì hôm nay hàng về cũng hơi muộn một chút thì em đem một đôi ra và làm video để gửi đến toàn thể tất cả quý vị và các bác. Vâng, và với những dòng loa bass 25, bass 20 thì cái tiếng chép của nó với những giải chép mà đánh bằng màng giấy thì thường thường là nó rất là mịn, nhưng nó rất là yếu khi chúng ta mở nhạc lớn một chút hoặc là chúng ta đã sử dụng lâu rồi thì nó sẽ bị nhão và cái tiếng chép nó không được như xưa nữa, nó không bay, nó không sáng nữa. Thì chúng ta muốn nghe nhạc hay và muốn nhiều hơn tiếng chép nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng những đôi loa chép này. Vâng, và vừa rồi thì em cũng vừa mới cắm một chiếc loa thôi nhé. Em mới cắm một chiếc loa Pioneer thôi và bây giờ em cắm thêm một chiếc nữa này. Thì các bạn sẽ nghe thấy nó khác hẳn. Đấy. Các bạn nghe, các bạn có thể cảm nhận được tiếng của nó rất là tí tách và hay. Đấy. Và những cái sự thiết kế của nó cũng rất là tinh xảo. Vâng, và các bạn có thể thấy được là hiện tại bây giờ em đang đánh đôi chép Pioneer X200 này và em kết hợp với đôi BMB. Và đôi BMB thì nó thiên về bass và âm chung, nhưng khi mà kết hợp cùng với đôi Pioneer này thì đôi Pioneer này nó vẫn lên rất là mạnh, đúng không ạ? Tiếng chúng ta cảm giác là tiếng loa nó rất là sáng và rất là bay bổng. Đấy, các bác có nghe thì những cái tiếng tí tách của nó, tiếng rất là sướng. Vâng, và đây là cái vẻ thiết kế bên ngoài đây. Đây là thiết kế bên ngoài. Các bạn có thể nhìn thấy đây được thiết kế một cái lớp sơn màu đen. Đấy, vì sao người ta lại thiết kế như vậy? Và vì sao người ta lại làm rất là ráp cái mặt này? Cái mặt này thì người ta làm hơi ráp các bạn nhé. Đấy, làm hơi ráp một chút bởi vì sao? Và ở bên trong này, cái họng còi này, đấy, cái còi nhôm này, vì sao người ta lại làm như thế này? Đấy. Tức là khi mà âm thanh ở trong chiếc chép này nó đi ra thì cái họng còi này nó cản lại và tiếp tục là cái âm thanh nó sẽ va đập vào những cái thành này và bắt đầu phát ra. Đấy. Tức là một phát là âm thanh nó chưa phải là đi thẳng ra luôn mà âm thanh nó bắt đầu là nó va vào cái còi này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó va vào cái còi này và bắt đầu là nó mới va ra cái thành này. Cái thành này được sơn màu đen và nó được làm hơi nhám nhám. Đó, hơi nhám nhám. Thì nó tạo cái âm thanh nó rất là hay và nó vang. Đấy, nó cái tiếng chép nó vang rất là xa và nó cực kỳ là tí tách. Đấy.
chứ không phải là tự nhiên mà người ta lại làm ráp cái chỗ này và sơn đen chỗ này và cả cái họng này, cả cái còi này, nó đều làm như vậy. Vì sao người ta lại không chạy CNC và làm nó trắng hết như thế này, mà cái thép không gỉ rồi mà thép không gỉ mà người ta lại làm như thế này nữa, lại chạy qua như thế này nữa. Vâng, và với cái lớp vỏ bằng gỗ nguyên khối đấy, vỏ bằng gỗ nguyên khối đây đấy, và nó có chân đệm ở dưới đây, chân đệm ở dưới nhìn cũng rất là chất, cực kỳ chất luôn. Và đằng sau là Pioneer Model X200 đây đấy. Vâng, và đây là dòng hàng bãi. Dòng hàng bãi thì các bác cũng có thể nhìn thấy nó cũng có, nhưng có những đôi thì nó cũng có những cái chỗ mà sơn đây, các bác có thể nhìn thấy những cái vết hơi hơi xước xước một chút đó. Vâng, và với những dòng loa như thế này, với những dòng loa chép này, thì không những là các bác mua về các bác để tăng cái âm chép lên đấy, các bác tăng âm chép lên, mà khi các bác để trên nóc loa hoặc là để ở trên chỗ kệ tivi nhà các bác để ở đó, nó cũng rất là sang trọng rồi đấy, cực kỳ là sang trọng khi các bác để những đôi loa này vừa làm đồ trang trí cũng rất là đẹp đấy, vừa làm đồ trang trí này, vừa để cho chúng ta nghe nhạc này. Đấy. Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại, bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.